hay là mình cái xoay những cái cô 40-35 nghìn cái chốt được vô hả? Vô còn lên xe mẹ có mua không? Chốt có mua không? Lên xe luôn không? Nó giỡn mà chứ. Nó giỡn mà chứ. Nó giỡn mà chứ. Cô đi muối không con? Muối có nổ ăn. Ủa con. Cái này là 3 chục. Này như cái. Mua lẹ lẹ cho. Nó mua vậy nhậu á. Nó sợ. Quá quậy rồi đi sinh nhật. Bây giờ mua trái cây về nhậu tiếp. Thì sau này con cháu ủng hộ tiếp thôi. Không, con mua của cô nhà nha. Bớt gì bớt mệt quá mua giùm đi không mua gì à? Thôi mà tính táo à. 30 đi. Ừ. Ừ con không có. Đó đi giờ. Ừ chờ múa cho 1 ký luôn. À cái con cây thơm vô liền cho em. Được không? 12 42 42. Cô lấy con 22 ngàn. Bé xịn. Đúng rồi. Cô có miếng ớt không? Không có. Đặt cho nhỏ luôn. 10 ngàn hả? Có không? Có không? Có không? Đây đây chị có nè. Nhiêu con? Giờ thiếu nhiêu nữa? Hồi ngàn con lấy con 10 ngàn đi. 10 ngàn không muốn. Không, cái hủ này nhiêu. Có 2 ngàn đấy thôi. Bây giờ có. Có tiền đi, có tiền đi. Không, 8 ngàn. Chị có đưa cho cô thêm nè, 2 ngàn nữa. Con đưa dư rồi nè. Mẹ con trả lại con nè. Con có tham nha. Đúng không? Rõ ràng đúng không? Tham rõ ràng con. Rõ ràng con tham lấy con 10 ngàn con trả con 10 ngàn. Con không có lấy con 4 gì nữa. Nè 90 ngàn nè thấy không? Em nhắm luôn quá mà. Rồi chưa? Không có giá giá nha. Em có tham chưa? Tình thương mới thương không có giá giá. Con xíu được không? Không cho được. Trời ơi con muốn ớt con có luôn hả? Rồi giờ chưa? Với cô là con ưa đi chơi. Hai đứa nó ăn trái cây mà anh dài giá bả. Con nếu mà nãy con lấy được, con lấy một lạng muối luôn. Thế. Thôi vô lẹ nè, khóa cửa. Nè, dân trái cây của của nó rồi, của bà về mình. Khóa rồi. Ủa mày à?